Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp nhận 50 top cần có kèo là XMX. Chương trình hãy góp này random dành cho 1.000 người chiến thắng các bạn. Thì chương trình hãy góp này nó có thể là như sau nè các bạn. Thì danh sách những người chiến thắng được công bố vào ngày 11 tháng 6 các bạn. Thì các bạn phải truy cập vào trang web này các bạn, claim các bạn. Truy cập trang web chính thức nè. Này đây claim nè. Và để nhận phần thưởng vào ngày 12 tháng 6 các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên trang CoinMarketCap các bạn. Và thêm top cần XMX và UMX vào danh sách CoinMarketCap các bạn. Thì mình vào trang CoinMarketCap các bạn. XMX các bạn tìm top cần XMX nha các bạn. Đó là các bạn. Các bạn like cho nó một sao nha các bạn. Rồi up to wallet các bạn. Tiếp tục kèm thêm token USDM. Các bạn thêm hai token đó các bạn. Các bạn cho nó sao. USDM bên trang của CoinMarketCap các bạn. USDM nè. Rồi các bạn cho nó một sao nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn trở về một cái link tham gia sự kiện Europe, thì các bạn trước tiên phải có một cái tài khoản trên trang của CoinMarketCap nha các bạn. Sau đó các bạn login vào cái trang sự kiện nè, các bạn nhấp vào ba gạch cùng bấm login vào nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một tham gia Europe nè. Rồi các bạn bấm vào up to wallet nè. Thì mình đã up to wallet là mình đánh giá cho nó sao đó bạn. Tiếp tục nhiệm vụ thì các bạn tham gia kênh Telegram của nó nè. Rồi các bạn chọn sao các bạn, làm phi có mắc mắc gì đâu mà các bạn sợ hoài. Tiếp tục thì đâu tiếp tục các bạn follow tại Twitter nữa nè. Trên tại Twitter nó các bạn theo dõi nè các bạn like nè, các bạn kích dẫn như tại Twitter nè, các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn, 3 người bạn chứ là tại Twitter lên. Rồi các bạn bắt up lên. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 của mình nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên di chúc của Led nè. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn dán địa chỉ vô đây nè. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Account Win VNN9 nè. Tiếp tục các bạn điền ở username Telegram của tất cả các bạn nè. Cộng anh 3 số 1 3 số 2. Rồi bạn mở ra nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào tham gia drop nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô này góp là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 top cần có ký hiệu là XMX. Trên đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.